Chị em phụ nữ mách nhau bí quyết làm đẹp từ cà chua. Cà chua được coi là thực phẩm vàng cho làn da bởi nó có công dụng đánh bay mọi loại mụn, phù hợp với mọi làn da, trả lại vẻ trắng hồng và không tì vết cho chị em. Giờ đây, hầu như tất cả các bà nội trợ đều đã biết tới giá trị lớn của loại quả không chỉ đẹp mắt mà còn rất tốt cho sức khỏe và rất lợi cho sắc đẹp này. Chúng ta cùng xem lại những tác dụng kỳ diệu của cà chua. Cà chua có tác dụng rất tốt với nhiều loại da, có các công thức chăm sóc da từ cà chua được phối hợp và chế biến khác nhau để mang lại cho một làn da đẹp như mong muốn. Bạn có thể làm một ly nước ép cà chua để làn da thêm mịn và trắng hồng bằng công thức sau: 200g cà chua vàng Đà Lạt, một chút sữa tùy theo độ uống ngọt nhạt của mỗi người, một chút đá, tất cả đổ vào xay sinh tố là chúng ta có thể có một ly thực phẩm cho da thật tuyệt vời. Duy trì thực hiện 3 lần trên 1 tuần, chắc chắn làn da của bạn sẽ được cải thiện.